Beastmaster hình thứ hai mà mình bây giờ mình sẽ giết cái con mammoth đồ chơi cái chơi lớn. Speak to the Venture Hunter. Và có vẻ như cái con nó không được thiện chiến cho lắm, mặc dù so với cái con khác mà mình từng gặp. À, để coi. Giờ chúng ta phải tìm cách chặn cái con này lại. Use Clue. Clue có vẻ xa đó. Beastmaster Hunt. Cái này mình có đọc hồi nãy rồi. Ok, đâu rồi, đâu rồi. Tìm đường xuống cái nhẹ coi nào. Đường xuống đâu rồi, đâu rồi. À đây đây đây. Chắc con hổ mình phải tự được tìm đường đi xuống á. Nó sẽ mỗi lần cái nút này á, mình bấm một cái là nó lên lại ta. Vãi đái thật. Go down, go down. Đây có cái này nữa. Ok, đi xuống cho nhẹ. Sao cái đường này nhìn nó mong manh dễ vỡ mà đường nó ghê vãi luôn á. Nhìn cứ ghê ghê thế đéo nào á. Tụt cái lo xuống dây rồi sao ta. Sao cái đường nó cứ ghê ghê nha. Ok, hên quá. Cũng may đã rớt xuống đây chứ không rớt xuống đó mình không biết đi đâu nữa. Chào ta tam cam. Sao cái cam này có vẻ nhìn không được yên ổn lắm. Bị con nó đánh một cái mà còn sống chắc cũng sướng đời lắm. Đây 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 đây. Coi đâu ổn. Nó slow mammoth. Nghĩ sao mà cái này mà nó chặn được con mammoth bự khổng lồ vậy trời. Cái gì vậy? Mình bấm nút xuống mà. Vãi nồi. Mình ghét cục này ghê nha. Mỗi lần mà cần cái gì đó nhanh nhanh đó, cứ bấm lộn nút là cái nó đi xuống mà thậm chí mình cũng chả phải bấm lộn nút nữa. Nhiều lúc đè chỉ cần đè cần đi xuống là nó cũng đáng lẽ là phải đến đó nó phải đi xuống nó lại trồi ngược lên lại. Có thể tin được. Đề nghị fix sớm với cộng lại cho fix cái vụ mà cưỡi mấy cái con này nữa. Khó chịu ghê á. Đáng lẽ mình phải đè cái cần này xuống, đáng lẽ nó phải xuống chứ ta. Nó lại không đi xuống mà nó trồi ngược lại. À, phải có cái clue gì đó. Clue đằng đâu ta? Đằng đây em ấy, nó dậm chân gì ghê vậy? Hay là từ đây đi xuống ta? Đâu rồi? Nghĩ là chắc nó từ đây đi xuống nè. Nó đi xuống từ đây xong rồi cái nó dừng ở khúc nào? Ô sao bên có người nữa ta? Vẫn chưa chết ta. Mình cũng đang tự hỏi một vấn đề tại sao vẫn chưa chết. Chưa chết hả mày? Còn những thằng nào thì giết nó giùm anh luôn đi. Ok. Ý, mình bật lửa chứ gì trời. Thôi cái mà con mình nữa. Sợ lấy được mấy thằng này. Để tập trung vào chuyên môn cái đã. Ý, coi đặt trap ở đây mình nghĩ là chắc nó gần rồi. Cái gì vậy trời. Mình cứ mình đặt trap sẵn luôn đi. Thiết nghĩ là mình nên làm cái điều đó. Đổi cung thì mình thích cái cung kia hơn. Trap lên luôn đi. Trap nó khúc trên nữa. Sao hổ mình phóng một phát ra tới đây hay vậy. Trap craft rồi đó. Ok. Giờ chúng ta phải đi tìm cái con plus dust. Nhưng mà chúng ta phải để đẩy trap cái đã. Gắn chưa cho đảm bảo mà. Ok. Và con đó mình nghĩ chắc cũng đâu đây thôi.
Sao mấy thằng này gan quá ta. Ôi 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 vãi nồi. Có vẻ như đâm vô người nó không có xin dê cho lắm. Và ơi mình không nghĩ nó lên được tới đây. Không nghĩ là nó lên được tới đây. Và nó lên được tới đây. Trời ơi ghê vậy, trời ơi ghê vậy. Nó cán chết con của mình luôn ghê chứ. Ôi lầy thật. Lầy thật. Ôi ôi. Ôi ôi té giặt mặt, té giặt mặt. Trap 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 trap. Phải có trap. Trap nó mới máu quá nhiều. Lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Lại đây, lại đây. Phải nhử đó. Đúng rồi, dính trap rồi, dính trap rồi. Đẩy trap thêm cái nữa. Dính, dính thêm cái nữa. Ôi, nó chạy đâu có tiêu rồi. Ôi, làm gì mất sạch cái máu luôn vậy. Ồ, mà cái nước đó làm gì ghê vậy. Rồi, mất một đứa rồi. Vãi thật. Dính trap đi bạn hiền. Quốc nói giùm anh. Ờ, đen xử con này ra. Mà phải dụ nó lại, sao nó chạy tốt đằng kia. To the next hunting ground. Sao mình đặt trap ở chỗ này hết rồi mà nó chạy tới đằng kia ghê vậy. Đáng lẽ nó phải chạy hướng này chứ. Vậy là công chúng ta đặt trap bây giờ cũng không thành vấn đề sao. Chạy sao tít thò lò vậy. Vào nội. Đấy, chúng ta hư hết hết đồ rồi. Trời, rớt cả đá ra luôn rồi. Con này không phải hàng thường đâu. Chưa kể lát gặp con gấu thì con gì nữa. Miết sao đây. Gì đây, đẹp quá vậy. Investigate. Bên đây có trap thì chúng ta. Ôi không ngờ quăng hụt luôn mới ghê chứ. Ôi, rồi nhiều lúc nó phun nước ra. Làm hết cơ hồn. Nghĩa là chắc phải có cái gì đó thì phải. Có trap bên đây nè, có trap nè. Hổ ơi, tại sao mày giết nó. Dụ rượu nó ra đây, dụ nó ra đây. Đúng rồi, dính trap rồi. Dính trap rồi. Đừng đừng có đánh nó nha hổ. Chắc mình dismiss con này luôn đi. Tại con này nó không đánh được con này. Ê. Chết cha, chết cha, chết cha, chết cha, chết cha. Phải dụ nó lại đây, phải dụ nó lại đây. Trốn, trốn đi đường khác mới được. Lại ngon lại đây mày. Bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, có cái trap nè. Chết, 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 nó tới, nó tới, nó tới, nó tới, nó tới. Lại đây, lắm rồi, chết. Cái con hổ này, mày tránh ra chỗ khác đi. À, chắc mình để nó chết luôn cho rồi. Sao nó né cái trap không vậy? Tới, 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 tới đi, đúng rồi, tới đi. Đâm trap chưa? Đâm, đâm, hình như nó đâm cái trap rồi đó. Ờ, để mình bắn lần hai cái cung coi. Có vẻ không, nó không chịu đây rồi. Đi, đi, đi dụ nó vô lại rồi. Có vẻ nó né cái chỗ này sao ta? Có lẽ mình tìm được một chỗ mới rồi. Nó né cái chỗ quái này rồi. Bây giờ nó chạy nữa hả? Sao con này nó chạy hoài vậy? Gần chết rồi, cái nó chạy không à. Thậm chí mình không mất máu gì với con này mà mình toàn mất máu gì bay vậy đâu không à. Vãi thật. Đừng nói nó dắt bầy đàn lại nha. Mình cũng nghi lắm á. Sao đi xa quá giờ ông nội. Có khi nào quay trở lại ban đầu không ta. Cái chỗ khúc đầu mà nó chạy á. Cũng có thể. Nhưng mà cái chỗ đó mình có đặt cái trap đó rồi. Đánh con này gần chết mỗi lần chết rồi sao nó toàn chạy không ha. Để thoát khỏi cái chết. Ôi, cung gần hết rồi. Repair trap for the plus mammoth. Có cái trap, phải có cái trap.
Ui nó mới hết máu rồi. Gục rồi, gục rồi, gục rồi. Yes, gục rồi. Còn sống không? Yes, đúng rồi. Hay quá. Mà sao nhìn cứ tội tội sao sao ta. Tội thiệt. Toàn chảy không à. Ôi 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 ôi. Yên nghỉ nha. Để đổi cây mới gặp mấy này nữa chứ. Cái gì đây? Tụi bay làm gì đây? Thấy tao vừa đánh với ma bố xong không? Mà tụi bay còn dám đánh như tao nữa hả? Nghĩ sao có cửa mà đánh lộn à? Nghĩ sao vậy? Nói mình là bất khả chiến bại luôn rồi đó. Mà tụi này vẫn cố đánh. Không biết tụi nó nghĩ cái gì nữa. Hây, xong rồi đó. Ủa, có bay con hộ mình không leo trèo được. Ồ, đá, tảng, tảng đá gì ghê vậy. Và để mà bị cái con này nó trốn hẳn trong cái hang động bự luôn á. Nhưng mà mình vẫn chưa làm được cái nhiệm vụ này, cho nên mình làm luôn để bắt được cái con hổ này đi theo mình. Thì cái tập này là mình quay sau khi mà mình ending game, nhưng mà mình sẽ up trước khi mà cái tập ending game nó lên. Cho nên có một vài bạn sẽ tự hỏi là tại sao cái tập này nó lại khác so với tập ending game, là tại sao mình có con hổ răng nanh và mình đáng lẽ mình có con Sabretooth con này rồi, nhưng mà mình lại không sử dụng nó trong tập cuối. Tập cuối mình chỉ quay bằng con hổ kia thôi. Và lúc đó mình chưa có con này, cho nên tạm thời mình chưa có làm cái đó. YOLO. Ồ, lên à. Không biết con hổ nó trốn ở đâu ta. Mà có vẻ khá kỹ luôn ấy. Và chúng ta phải đi tìm để xem. Không, mình nghĩ là con phải đánh con hổ này. Ôi thanh niên kìa rồi. Má bị con hổ cắn một cái dí lôi đi luôn ghê thiệt. Ồ. Có vẻ xa rồi đó. Bắt đầu có vẻ có vấn đề đó. Blood Frank Sabretooth Hunt. Use clues to track the blood. Beastmaster Hunt Sazon in the menu content. Trên cái phùng đi tìm nó có manh mối để đi tới tìm con này. Và có thể xem, nhưng mà chúng ta phải đánh bại chứ. If your kill wound inflicted on respite, carry forward to your next hunting attempt. If your kill wound is inflicted. Ồ, nếu chúng ta bị giết bởi mấy con này thì cái vết máu của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến việc cái con quái thú tiếp theo mà chúng ta đi ha săn. Có vẻ khó hơn mình nghĩ là vậy. Nó rồi, lôi sáng kia tới đây luôn, ghê thật. Lôi xác mà máu tàn dính máu chân của nó không ạ? Ý gì? Chết từ từ, rõ ràng hồi nãy mình thấy nó chết rồi còn gì đâu mà chết từ từ nữa ba. Much first downhill. Nhưng mà không phải khúc này. Đấy, con này có bị dữ ấy, mình bắt được con này chắc cũng phải cao một vấn đề. Cái gì? À đây, cái cam này mình chưa có lấy được nè, đúng rồi. Mình đang rất là muốn chiếm cái cam đó. Nhưng mà mình phải đánh cái con Sabretooth này cái đã. Đó vẫn là vấn đề cao cả, chúng ta tập trung hơn. Ok, mình sẽ xuống tới đây vậy ta. À, nó vẫn xuống nữa không. Và nó xuống tới đây luôn. Investigate. Run from Bloodfang. Chase Udam down cliff. Dữ ta. Giờ chuyện sang nó nãy nó bắt quen trai, giờ chuyện sang nó dí theo mấy thằng Udam chuẩn luôn. Đây một thằng chết này phải, một thanh niên đã chết. Má, nó dí được Udam mà quen trai như mình lại không chết ta. Và này nhất đừng nói kèo lên tới đây nha, dừng chơi lắm á. Này người địch thì quen trai hả? Sao ngộ vậy? Ủa sao cái thằng đó không bị giết ta? Nguyên đám bị giết mà nó đi tới đây mà thằng kia đang vẫn đứng thơ thơ ra đó. Ô kỳ ta.
Má hộ nó cũng có lâu lâu nhân từ vãi thật. Ra tới đây nè, mẫu lên tới đây, đi hướng này, hổ đâu có tiêu hả? Sao đi sai dữ vậy? Hổ đi toàn đi bộ không vậy? Hổ dân chơi vồn. Investigate the area. Beast skill. Blood Fang 6. Ok. Nó bị bệnh hay sao ta? Dưới này không có vết máu nữa ta. Close to track the Sabretooth. Ok. Cái con đó là ta? Mất tiêu rồi. Clue hả? Chúng ta phải đi tìm clue. Ngày clue nó phải lên đây một cái nữa nè. Để coi. Clue tốt đằng kia coi. Clue. Đi lên cái đã. Nãy chúng ta đi xuống giờ phải đi lên lại. Và để đi tốt đằng này luôn. Đâu rồi? Đâu rồi? Sabretooth đâu rồi? Bắt con này khó khăn thì chứ. Trước nhất chúng phải dí được cái con này. Rồi muốn làm gì làm. Ê, máu dẫn tới đây luôn ha. Investigate the area. Closure. Còn bây giờ đây có u sao nó chỉ hướng này ta. Strong male, smell. Nguyên đám chạy. Con người. Cái khu đó con người cho nên để mình tránh cái khu đó luôn. Ồ, có phải con người nữa rồi. Great Beast Trap. You see spot on your map where you can place trap. Những cái chỗ này chúng ta có thể đặt trap. Và Great Beast that get caught in trap will be wounded in more way. Được đó, chuẩn á. Nếu mà chúng nó bị kẹt bởi ba cái trap á thì chúng nó sẽ mất máu rất là nhiều, thậm chí là chết. Ê, còn thằng này nữa hả? Nãy mà không thấy ta. Để coi mình đặt cái trap nào được. Ý, skill cộng 1 nè. Cộng 4 skill đủ rồi nè. U đem skill. Ok, chuẩn luôn. Giờ mình có thể là nâng cấp full gì đây? Investigate the area. Speed meet, but find surprise venture. Nó lên tới đây nữa rồi. Không biết là hai con hổ với lộn với nhau có chuyện gì xảy ra không ta. Ê, sao lại có 7 đây đây ta. Trap một cái đi. Rồi tính gì tính. Tại vì mình thấy cái vẻ không được yên ổn rồi lắm. Có cái gì đó ghê gớm ở đâu đây. Cái đặt trap sẵn đi rồi tính. Gì đây? Speak to the Wenja. What happened here? Ê! For rest until next nightfall. Ok, ngủ. Tới tối nó mới ra lần nữa. Cơ bê lâu. Mình phải đợi tới tối bọn nó mới xuất hiện. Tại giờ mình chỉ là canh sẵn thôi. Vậy em ơi, má nó ra kìa. Prepare trap for the blood fang. Ok, chúng ta phải đặt sẵn cái bẫy. Đặt bẫy sẵn nè. Sabretooth. Đặt bẫy. Bẫy đâu rồi? Có cái bẫy ở đâu rồi? Bẫy nằm trên đây là sao ta? Prepare traps. Bẫy đâu nhìn tục vậy? Đây đây, có cái bẫy nữa. Xem còn cái bẫy nào đâu quanh đây đúng không ta? Đây có cái bẫy nữa nè. Chúng ta phải kỹ càng đến mức vậy luôn. Xem còn bẫy, chắc mình nghĩ là chắc có mình chưa đặt bẫy hết chứ nó chưa kích hoạt được hay sao ta? Nghĩa là vậy. Đúng rồi, còn chúng ta còn hai cái bẫy đây nữa. Phải kích, phải để hôm hết nó mới còn cái bẫy đằng kia nữa chứ.
bắt có một con thú mà căng vậy sao? Nghĩ chắc con này chắc phải thuộc thể loại gì rồi đó, chắc ghê lắm. Con blood fan ra kìa. Đừng có hồi máu nha bạn. Để mình đổi cái cung coi. Ê nó kìa. Ây à. Dính bẫy đi bạn, dính bẫy đi. Ủa má, nhìn hai con Sabretooth đánh lộn nhau kìa. Để mình dùng giáo coi. Dí nó, dính một cái bẫy nữa kìa. Dính một cái bẫy nữa rồi. Chuẩn, chạy lên trên đi em. Chạy lên trên đi. Run, nó chạy rồi, nó quánh không lại con của mình mới ghê. Bựa vậy. Ê, ông nội này không biết nhảy xuống, ông nội kia nhảy xuống được sao, ông nội nào nhảy xuống ta. Nó bị con Sabretooth mình dí với con đẻ vậy mà. Ôi con này chịu đòn dai thiệt luôn á. Nó tự động chạy tới mấy cái bẫy không à. Sao mình phải dụ nó lại cái hướng nào ta. Con này nó có vẻ nó yếu ke hơn mình nghĩ. Mà mình nghĩ là mình để cái con này dí cái con kia sẽ hay hơn á. Sao nó chạy không vậy? What the fuck? Má hả, nó thậm chí là không thèm tấn công mình nữa chứ. Đừng nói là nó chạy tới cái hang của nó nha, chết mẹ rồi. Dan, it's Dan. Chết rồi, nó chạy tới cái hang đó luôn rồi. Ồ, công nhận như mình nghĩ luôn á. Con này nó chạy nó tát mùi hương ra luôn. Con này con đặc biệt trong tất cả các con Sabretooth mà. Con này không phải là chạy thường được. Không phải cái con mà các bạn có thể thấy hàng ngày được. Nhưng mà có vẻ không được ổn cho lắm. Cái nó chạy gắt quá. Ây chết bà. Rồi bắt con này dễ hơn mình tưởng. Ủa sao không hiện gì hết ta. Được rồi nè. Ôi cute quá, bắt được con hổ bự rồi. Chuẩn lắm luôn. Thậm chí không mất một cái máu luôn. Tột thiệt á. Không mất một cái máu luôn. Quái đản thiệt. Skill ý cộng skill nó giờ mà không biết mình nâng cái gì được nữa. Có gì cứ nâng hết rồi. Skill thì lắm nhưng mà nó điểm không cho nhiều sao mà nâng được. Ủa, con này có vẻ được cái nó nhanh hơn hay gì đó thì mình nghĩ là vậy. Đây Lord Fan Sabretooth cực mạnh hơn cái con của mình. Con của mình nó mạnh không bằng, nó chỉ hơn nhau chỗ đó thôi. Còn con gấu Red Sky Bear Blood, ba con này có thể tame được nè. Ok, chúng ta tiến tới cái nhiệm vụ tiếp theo, nhiệm vụ Master Hunt tiếp theo. Và chúng ta vừa chưa tới một cái Beast Master Hunt mới, là chính là cái con Red Scar Bear. Đây là con gấu. Con gấu các bạn nó trốn không hoạt động khá là kỹ. Mình cũng không hiểu sao con gấu có thể bơi được chúng ta. Về vấn đề mà ngoài đời thì mình cũng không rõ là con gấu có thể bơi được không. Mình có thể nói là nó trốn trong đây được. Chắc là cũng phải biết bơi, cũng có thể bơi qua chỗ này. Chứ phải hàng dễ đâu. Tại nó trốn khá là kỹ luôn qua đằng khác. Hoặc là phải có cái đường khác gì để vô. Theo mình biết á thì có lẽ mình không nghĩ là con gấu thể leo trèo nữa. Má sao mà nó trốn kỹ vậy trời. Nhìn cái tướng nó không cũng hình cái cũng là lạ đó. Nhưng mà để coi tìm hiểu như thế nào đó. Ngoài kia nó có cái đường mà sao mình phải đi mé ta. Giờ mình mới đi vô tới bên trong cái đường này khá là ngộ chứ. Gì đây, investigate. Ok, và chúng ta phải đi săn mấy cái con này nè. Có đồ nghề sẵn luôn nè. Lỡ mình còn thiếu gì mình lấy luôn. Mém nó mình đem thiếu nè. Mình còn mấy chục cây à. Nhưng mà sau nhiệm vụ á, sao không hết rồi, còn không còn gì để nói rồi. New spawn boy acquired. Sao nó không cho mình cái spawn boy ngay chỗ này vậy ta?
Hey. Giờ mới thấy bất tiện cho đó, nhưng mà phải, mỗi lần phải làm cái này thì mới có thể có được spawn boy mới. Đâu rồi. Craft. Mỗi lần mình xài mình để trap bẫy khá là nhiều, nhưng có vẻ như là nó không xi nhê cho lắm. Clue đây. Chúng phải tìm clue để nó chỉ để cái con này. Chắc còn nóng hay gì đó. Còn nóng đúng rồi, nó chỉ vừa mới rời khỏi chỗ này thôi. Jack's work there. Đây vẫn còn đây. Chỗ này còn nóng hồi nãy, tức là nó giết mấy thằng kia xong nó vẫn còn đó và nó đi hướng khác. Chứ không có khó như con nãy. Con nãy bị cái này chỉ nó tìm mệt thôi, chứ lúc đánh cũng chả gọi là mệt nữa. Không khó là thằng khác. Bear blood trap catch bear. Nó đặt bẫy để bắt con gấu, nhưng mà các bạn như nó không thành công rồi. Con gấu này quá OP. Đề nghị Ubisoft nớp con gấu. Bear firefighter footprint ward. Con gấu đánh với tụi săn gấu, nhưng có vẻ như là con gấu nó vẫn khỏe hơn. Tụi kia có lẽ bất thành công rồi, không thành công rồi. Đâu rồi. Campfire nữa hả? Như vậy vẫn không thành công. Thì mình cứ lấy cái để sẵn để khi nào mà mình cần á. Mấy con chó sói mà ta. Tụi bay mấy con này mà nó không chạy chứ nó lát nữa bùi con kia thịt liền cái gì. Nó con gấu mà. Nhưng mà mình có thể xem được cái con này so với con mammoth. Cái chỗ này nhất thiết mình cũng không cần phải coi, tại vì mình cứ đi cần đi theo. Coi thì nó chỉ thẳng tới cái chỗ kia luôn, còn nếu mình không coi mình có thể vẫn hệ đi theo cái dấu bước chân và đi tìm cái con gấu. Nhưng mà nó được cộng kinh nghiệm nên dạy gì không coi. Ok, có bẫy đấy, nghi rồi đó, có đặt bẫy rồi. Cứ đặt đi. Draft. Tôi sao như nãy mà mình vừa ở chỗ này thì sao ta, thấy quen. Clue to track. Gì thấy gì đâu ta? À đây, khúc bên này đúng. Kill a new bear close. Nghĩa là chắc phải vô cái hang động luôn á, chứ không phải hang thường đâu. Đúng rồi, nghĩa là chắc vô hang động luôn. Lên luôn. Tại mấy con gấu này thường là kiểu, cave bear á, là gấu trong hang động. Cho nên trong đây chỉ có hang động duy nhất thôi. Ồ, cho nên đèn sáng mà. Ủa không ta? Ý, con gấu ở trên. Ý, cứ tìm cái đường lên coi. Tụi kia nhớ đang đánh con gấu ở trên đó là sao đó. Ừ, chắc thôi phải đi hướng này, đúng rồi. Hướng ở trên, đúng rồi, như vậy rồi. Hunt the Red Scar Bear. Hèn chỉ thấy đỏ đỏ, mình cứ tưởng là tụi nào đó thấy mình. Nhưng chắc là con gấu ở trên. Gấu chắc phải đâu đây thôi. Đừng có nhảy. Nó nhảy một phát xuống sông cũng hay á. Đặt sẵn cái trap đi. Trap gì đâu mà tuần có một phát ba cái lần rồi. Đây. Thanh niên đó đây. Có lẽ mình không giết tụi kia đâu, tại tụi kia nó cũng đang đánh con gấu này. Ây, không ngờ bắn hụt luôn á chứ. Ôi, gấu bị trâu vậy. Gấu trâu quá vậy. Nhưng mình phải dụ nó vô trap mới được. Trap đi. Đâu rồi, gấu đâu rồi. Đừng đánh nó. Lại đây. Dụ nó lại đây. Đừng có đánh nữa. Sao mình bấm cái nút này nó không bao giờ lại. Rồi, nó chết luôn. Nó gọi là nhây nè ba. Thiệt tình là mấy cái con của mình nó không có cửa để đánh với mấy con này. Thôi chắc là để mình revive nó lại mới được. Chứ càng cho nó đánh, nó càng đánh không lại. Sao bắn gì mà không xin nhé mày. Đó, dính một cái nữa thấy không.
Đó, ăn thêm cái nữa thấy không? Risky will flee away after losing too much health. Nó sẽ trốn thoát nếu như nó mất nhiều máu quá. Đó, trốn tiếp. Đặt thêm cái bẫy đây nữa. Lại đây gấu, chạy đâu. Nó mình tốn bẫy đặt gấu rồi. Bắn ngay đít nè, ngay đít nè, đó. Đây là cái con mà khiến mình mất nhiều cái cung nhất luôn á. Nhưng mà không sao, không sao. Cứ phải thủ sẵn thôi chứ sao vậy. Ôi, cái gì vậy? Hết cơ hồn. Shush. Ôi, sao mày ra bất ngờ vậy? Sao nó không nói gì vậy ta? Gấu nó bị khựng lại rồi, chạy chạy vô chỗ này. Đặt cái bẫy tiếp. Bẫy tiếp. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Chúng ta phải dụ ra cái chỗ hồi nãy mới được. Dụ ra tiếp rồi, ra đây tiếp. Chết cha rồi. Chúng ta hết đồ rồi. Căng vậy? Căng vãi đái luôn. Chết mẹ, nó thấy mình rồi, nó thấy mình rồi. Ôi, nó thấy mình rồi, nó thấy mình rồi. Chết rồi, chết rồi. Mình và mình không biết đường ra mới ghê chứ. Mình vô ổ nó rồi, chết rồi. Tại sao nó lại không dí mình bên ngoài mà dí thẳng vô bên đây, giờ chạy ngược ra lại. Vãi thật. Nữa thôi, chết mẹ, vô ổ luôn chứ phải chạy ra ngoài nữa. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ủa, tay đôi rồi. Sao cái con này không thiện thanh máu gì vậy? Chúng ta còn khoảng được cái 8 cái cây. Còn xem vũ khí gì còn xài được không ta? Chúng ta còn có nhiêu đại cung thôi đó. Không biết sống sót nổi với con này không nữa. Chúng ta phải tìm cái chỗ nào đó an toàn cho chính bản thân mình đó. Đừng có đánh nó được. Trong khi chúng ta còn bắn không trúng nữa chứ. Trời ơi, sao khó quá vậy? Gấu thôi mà. Sao khó quá vậy? Nó có sẹo đầy người luôn cơ. Nó trong khi sẹo của nó còn nhiều hơn sẹo của mình có nữa chứ. Ôi, vụ qua vụ lại, chạy qua chạy lại mới ghê chứ. Không ngờ là nó hết đồ dưới chân ta. Mình cứ crack hoài, mỗi lần crack mất tới 3 cái trap luôn. Ôi, có lẽ nó gần chết rồi. Chắc đủ, nhiêu đống này chắc đủ. Ừ, chắc đủ rồi. Đủ thôi. Cũng phải đủ thôi, không đủ cũng phải đủ. Rồi, đủ, chính xác là đủ. Cuối cùng cũng xong con gấu này. Gấu này mệt não thiệt luôn á. Tốn đồ là nhiều. Ok, xong con này nhá. Chuẩn luôn. Mệt thiệt. Cuối cùng nó cũng chả chịu nghe lời á. Red Scare Bear Hunt. Nhìn bộ lông đó kìa. Nhìn người đó kìa. Nó dính. Cái gì đây? Má, chúng ta vô tới hang động luôn rồi. Người nó dính tùm lum thứ. Sẹo không là sẹo. Đến mặt còn có sẹo nữa mà. Gọi là mình sẽ đặt cái con này là gấu mặt sẹo. Ok. Để mình xem còn gì được không ta. Chắc hết rồi. Không còn gì nữa. Khám phá hết rồi đó, cái mảng đồ là xong hết rồi đó. Chỉ còn mỗi cái con chó sói này thôi đó. Chó sói thì không phải bàn rồi. Và đây là cái con Beastmaster cuối cùng trong ngày mà mình quay. Nhưng mà nó kêu vậy nha. Cái này cái thằng xấu số đầu tiên mà nó giết kìa. Ê, cái gì đây? Vừa mới gặp nhau mà đã đánh nhau rồi sao?
Có con của mình ở đây mà nó láo vậy sao á, không ngờ luôn á, tại mấy con này nó nhanh á. Biết skill còn mình mày đó. Close the track. Mỗi lần cái gì nó cứ nhắc, hay mới nhắc mình cái vụ này á. Ok. Clue tú đằng kia luôn. Giờ phải hỏi rằng lần nữa cái con hổ đặc biệt này. Ở lộn con sói đặc biệt này chứ. Wow 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 wow. Yay. Clue nó nằm ở dưới, nhưng có thằng Easy Lai ở dưới, tội nghiệp bị con sói dí. Và con sói mình cũng chưa xuống được cái chỗ này mới ghê chứ. Đâu rồi, đâu rồi. Cái crew phải nằm đâu đó bên đây. Đây đây, crew đây, investigate the area. Gì? Đây con gấu mà không? Mẹ nó, con gấu mà nó cắn được cái con lộn, con chó sói nó cắn được rồi, con gấu ghê vậy. Gì mình vừa thấy cái gì đó phải. Đâu ta? Ê, mỗi lần mình cứ đánh nó nhầm con chó mà mình hoài ta. Mấy tụi này vẫn không sợ con chó sói đâu sao? Này thì đánh con nào. Vì chúng ta phải đi săn chó sói này mà tụi này nó vẫn lẩn nhẩn ở đây. Con mình cũng cho bò ấy, ăn nguyên cái ồ, mới thấy mà cái cung tên rồi ta. Vẫn không xin nhê ra lắm. Ôi, mình mới gọi là cho bò nè. Má, té vậy không chết thấy không? Gì đây? Sao tụi này vẫn còn châu chó vậy? Ây, không, chưa không chấp mấy thằng đó được. Đừng nói gấu nha. Giờ chưa thích hợp để quánh lộn với gấu. Tại vì mình có gấu rồi. Một con gấu mà gấu Red Scar luôn chứ đằng khác. Ê gấu nó bơi kìa. Bơi vậy. Wolfrin cái dấu chân nó đi theo hướng nam. Sao? Ok vì tao đi theo hướng này nữa. Đi tìm cái dấu bước chân của cái con này. Gì đây? Mày nghĩ mày chơi lại cái con này sau lưng mày không? Vừa mới nói luôn. Chạy. Vừa mới nói nó chạy luôn. Má tàu phải kiểu như mình đứng kiểu. Má mình thì không có gì, nhưng mà nó đi theo cái con mà đi đằng sau lưng mình đó là bắt đầu nó mới sợ liền. Vừa mới nói cái mày nghĩ mày chơi lại con đằng sau lưng mày không. Má quay lại nhìn cái má sợ liền. Má chạy liền, xin lỗi liền. Nó mà xin lỗi là chắc nó cũng lát nó cũng lên dĩa lắm á. Ồ cái gì đây, cái trò này không bậy nha. Quen cha đó nha. Quen cha đó. Ê con gì đằng kia vậy? Nhưng mà không phải con ồ làm gì đây vậy? Làm cái gì vậy? Ồ. Ồ từ từ nhá. Ồ cái này không chạy được. Tự nhiên nó có cái biệt quả thật. Một sự cố không hề nhỏ. Ở đây rằng laptop bị pin. Ok, chúng ta sẽ quay rất nhanh thôi. Làm gì? Ok, chuẩn luôn. Đang đi săn thú mà tự nhiên laptop hết pin. Một vấn đề không thể đỡ được hơn. Vấn đề này còn ghê hơn cả khi các bạn quánh với mammoth. Rằng các bạn không ngờ được một lúc nào đó các bạn sẽ hết pin khi các bạn đánh boss. Lỡ chuyện đó xảy ra thì sao? Mình cũng chả biết. Ôi, giờ đây có tụi Sunwalker nữa hả? Snowblood Pack Leader. Để mình chạy qua đây thử coi. Đây vẫn hay vẫn dễ đi hơn cái đám kia. Ê. Bỏ thằng đó ra. Bết máu đi tới đây nè. Ủa sao hết vết máu rồi ta? Vết máu đi tới đây rồi ta. Chó sói mà láo vậy.
Ôi, nó cắn mình luôn mới ghê chứ. Mấy con này chịu chơi thiệt. Vết nó đi hướng này mà ta. Ôi sao tới đây dừng rồi, à đây, đây có nữa nè. Ôi sao, à, tới này chắc chỗ này nước rồi, nó không có nè. Ở đây tiếp tục chỗ này nè. Nãy chứ nếu mà mình thấy được cái con nhỏ này mình phóng dao luôn rồi. Rồi rồi, có trap rồi, có trap rồi. Đặt trap luôn đi. Con sói nó chắc quanh đây thôi. Sao chúng ta vẫn chưa thấy được cái mùi hương của nó ta. Chúng ta đặt 7 luôn rồi đó. Đâu ta, Thunder Wolf. Ý, 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 con chó, sói. Sói kìa. Con sói các bạn nhìn nó hiện lên rồi kìa sao ta. Nhưng mà phải investigate rồi. Nó bảo mình hình nhưng mà mình không biết rõ cái con nó nằm ở đâu. Trial ends. Ôi, ôi, đâu ra vậy ông nội. Rồi, thấy rồi. Snowback Leader. Sao đông quá vậy? Đông quá vậy. Rồi, thấy rồi. Con này có vẻ không được châu chó với mấy con khác. Như được xử với con ngoài lề rồi. Mấy con này mới gọi là nhức đầu. Nhưng mà con kia thì nó không có cửa, nó quánh lộn với con này vậy lắm. Sói con luôn chứ đừng nói là sói mẹ gì. Được cái màu trắng đẹp. Còn không thì mình cũng chả thấy ghê lắm rồi lắm. Mà nó dí mình như đúng rồi luôn á. Và thật, không biết nó đạp bẫy gì nữa. Nhưng có vẻ chưa, mà con này có vẻ trâu. Nhưng mà bị cái chạy nhanh quá. Ây. Bắt nó. Mà riết mình chạy tới chạy lui vậy á. Nó quần mình à. Ây. Làm tốt cái spell. Ây, đẹp trai ta. Đẹp trai. Chết lẹ vậy. Không biết cái này được cái skin gì luôn á. Chết cha rồi. Mình giết nó luôn rồi. Chết cha rồi. Next to Snowblood Pack Leader. À. Ủa đáng lẽ mình phải tame đúng rồi. Cho nên là hình như là cái con này như là con phụ thôi. Chứ chưa phải con chính nữa. Nhưng mà nó có thanh máu như một con chính vậy. Two more snow bloods. Là tức là mình phải đánh thêm một con đó rồi còn đánh một con chính nữa. Trời má ghê vậy. Chuyện chơi vậy. Tại vì lúc đầu mình có ngộ gì lẹ vậy. Mới đâm có một phát chết ngắt luôn rồi. Bởi vì con của mình dí vài cái đã chết luôn chứ. Không ngờ. Mình không có lâu ngờ nó chết lẹ mức độ vậy. Biết thế nào cũng có 2-3 thằng ở đây. Ô, các bạn thấy double headshot chưa? Chửi một phát 2 thằng chết luôn. Chuẩn luôn. Rồi đúng rồi. Có một con ở trên đây nữa nhưng mà con này chỉ là con phụ thôi. Và đằng xa có một... mày nên chạy lên ngoài dừa đó. Còn đằng xa là một con nữa. Nhưng mà con đó là con chính hay sao thì mình biết là gì. Investigate area. Có vết máu ở đây nè. Where the Sunwalker hunt. Chứ phải hình cái con cuối cùng mà. Snowblood đã nằm đâu ta. Repair traps. Có lẽ mình chỉ nên gắn cái trap nào mình xài thôi. Giết nó đi em. Con này thì nó không có, nó bị đã bị nó hay láo lắm. Giết luôn. Giết nó. Thì hình như nó kìa phải không. Đang chu chó nè. Ơi nó tỏa mùi hương rồi. Đúng rồi, con nó đặc biệt rồi. Free the remaining ranger. Muốn thấy đeo muốn tiêu rồi. Chạy gì lẹ vậy? Ôi sao chạy lẹ quá vậy? Biscuit. Chúng ta còn chưa đánh được nó mà.
chạy nhanh quá, quay lại, nó quay lại nè, nó quay lại. Ui, chó sói đi mặt màu đỏ hả? Ui, con kia chạy đâu đâu, chạy trên nóc không vậy? Xuống đi, xuống đây nè, xuống đây quánh lộn nè, đó, đúng rồi, xuống đây nè. Hình như nó chạy lại với chu thôi chứ không làm gì hết á. Nghĩ thế nào chứ? Bỏ tao ra, cái con này, con này muốn chết hả? À? Toàn chó sói sao dạo này nó gan quá vậy? Thường nó thấy mình ở đâu dám đánh đâu ta? Mình đang phải tranh cái con này mà nó cứ chạy qua chạy lại hoài á. Ôi con thấy không, hình như mặt nó màu đỏ hay sao á. Hình như là vậy. Và hình như nó chỉ chạy qua chạy lại, nó hú xong cái nó đi tiếp. Chạy đâu mày, chạy đi đâu mày. Con mày nó không chịu được giáo của mình. Dừng hai cái là nó chết rồi. Rồi chết rồi đó. Còn như còn mỗi con cuối cùng rồi đó. Last No Blood là cái con, các bạn như cái con Horn comes. Last No Blood Attack Sunwalker. Đây là con cuối cùng mà mình thấy đó. Không phải xa. Đi cái hướng này hả? Để làm sao đi cái hướng này ta? Đó, ra đi theo cái đường mòn. Rồi trái đi theo cái đường mòn. Nếu chúng ta đi theo cái đường mòn, chúng ta đâm thẳng là đi tới chỗ đó luôn. Cửa cho nhanh. Ôi các bạn, cái con này nó khá là khó cưỡi luôn chứ. Thấy đi bộ nhanh hơn đòi bắt nó cưỡi đó. Quái đản thiệt chứ. Quái thật. Đâm thẳng luôn chứ không có đi xuống nữa. Nhưng mà các bạn mình nên chơi con này ăn cái này. Cho lại đây là nhiệm vụ cuối cùng mà mình làm luôn rồi đó. Đi bắt mấy cái con này. Không biết nó trong hang động hay là nó trong chỗ nào nữa ta. Cái gì vậy? Ơi sao lại lấy giá ra đâm. Giá để tiết kiệm một cái. Để mình hồi con này cái đã. Investigate area. Có vẻ như còn mỗi thằng đó rồi đó. Was here. Đã từng thôi. Nhưng mà có vẻ nó vô tay mình thì con này chắc cũng không còn đường về nữa đâu. Chết chắc. Nhưng chúng ta phải chạy tới bên kia nữa chứ. Ủa sao nó ít ra còn đây nữa ta. Con nhỏ này nãy được phát con double headshot bởi vậy chứ. Ui cái gì đây. Chuẩn quá đi thôi. Cái này chết cho ta, sao nằm gục vậy, bơi vậy. Trời ơi tao. Ủa mới thấy cái xác đó này mà. Thôi kệ đi. Nhiều lúc mình làm việc tốt hoài cũng kỳ mà sao tụi nó làm việc tốt quay lại thành nó mất tiêu luôn rồi. Không thèm cảm ơn tí nữa. Ôi trời con dê. Làm mình hết cái hồn, tưởng mình có nghĩ nó đứng ở đó nữa. Người nghe nó chắc lên đồi là đúng rồi đó. Tại vì thường nãy mình thấy con kia nó hay hú giữa đồi. What the fuck? Ê, cái vấn đề là mình không, tụi này không giết được cái con của mình. Nhưng mà vấn đề mình đập nó cái nó chết luôn chứ. Hiểu cái đó là làm gì làm. Ok. Đây. Một thanh niên gục ở đây. Con này đáng lẽ mình nghĩ là đánh được cái con đó chứ ta. Tại sao nó lại bị con gì đập mà tới độ chết luôn à. Cái sói này mà làm gì ghê ta. Rồi sao lại sao trên đây easy life vậy? Kiểu nhiều quá ta. Đi chỗ quái nào cũng có. Ôi các bạn, chúng ta vô tới hang động đó luôn. Cái gì nữa, sao chó sói giờ này láo vậy.
nó xử đồng đội ở đây luôn hả? Không, không đang lại, à không phải, nó xử đồng đội ở đây mà nữa. Nó trốn trong đây. Ồ, 5 skill boy luôn đây vậy ta. Mình nâng cấp gì ta? Skinning hả? Ờ, không cần thiết cho lắm. Kill đi. Ồ, nạt sát hay hơn á. Hunter Last. Ê, nó kìa, nó kìa. Dí cái con này mới được. Con này không biết là, nó chắc mình nghĩ là tame cái con này chứ không phải là dí con này. Không đáng cho lắm. Ít ra cũng đủ bộ sưu tập. Rồi, con mày trâu bò đó. Quánh vậy mà con nó chịu à. Con nó chịu à. Đủ sức rồi sao ta? Nhưng mà con này cắn không có xin dê, không có bằng mấy con kia nha. Mỗi con nó có mỗi cái chịu đựng riêng của nó vậy. Con này thì được cái nó trụ thì lâu nhưng mà nó cũng mau chết lắm. Ôi sao chạy vòng quay cho nội. Sao chạy vòng không vậy? Ây, chúng con mình nó ghê chứ. Vãi thật. Mày hay lắm, được lắm. Nhưng mà chưa đủ đô. Tôi nghĩ là cái con của mình đó, nên đánh con bình thường được rồi. Còn mấy con này để cho mình đánh được rồi. Ô cha cha. Sao giờ mày muốn chết phải không? Muốn chết phải không? Để xem cái này. Đó, giờ mày sao? Có xem được cái chủ mày luôn rồi nè. Nghĩ sao vậy? Ok, và tới đây là kết thúc rồi nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem qua cái tập này của mình. Và mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể những video game khác. Ok, đáng lẽ đây là cái tập mà mình quay sau cái tập 10. Cái tập cuối cùng là ending luôn á. Nhưng mà đáng lẽ mình nghĩ cái ending nên đợi cuối cùng. Nhưng mà bây giờ là mình để chuyển sang tập sau. Đáng lẽ cái tập này là sau cái tập 10 luôn. Nhưng mà thôi kệ, để mình để trước tập 10. Ok, và chào các bạn. Mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể. Bye bye. Bye bye. Con gấu giờ dư quá đi thôi, đủ bộ thấy không? Mà 1 2 3 đủ bộ hết rồi, đủ hết rồi. Ba con này tìm khó quá bỏ qua đi nha. Cái gì khó quá bỏ qua. Cái thứ mà khó tìm nhất là con nào ta? Badger, đúng rồi, Badger. Từ lúc chơi tới giờ mình chỉ tìm được hai cái hết rồi. Bây giờ nó xanh lẹ luôn đi. Ghê vậy.